cơm lúc bình gì vậy khó ưa nè. Tự nhiên ngồi làm bấm gì vậy Khôi nè, trời đất ơi, nghĩ sao vậy hả? Lên nói chuyện đồ này kia tưởng mình là MC nổi tiếng thôi, trời đất ơi, nói chuyện dở hết đồ. Vô duyên vô cùng luôn á. Mà mấy chục ngàn người xem, ủa xem gì? Vô xem hàng khủng của nó thì có chứ xem gì? Thấy không có gì hay ho để xem á. Nè, anh coi coi. Thôi bình thường mà anh chỉ cần liếc nhẹ qua nhỏ nào thôi là em bắt đầu em quạo lên với anh. Bây giờ bắt anh coi ba cái khủng 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 làm gì? Ủa anh tính coi gì? Thì ai biết em nói gì khủng khủng đó. Ý của em á lại kêu là anh coi là coi cái lượt xem nè, với coi cái cách của nó nè. Cái cách của nó bán hàng nè, nó đang bán hàng cạnh tranh với vợ anh đó, hiểu không? Không quan tâm mấy cái này vợ ơi. Anh phải quan tâm, tại vì cái vấn đề bây giờ là nó đang cạnh tranh bán hàng với em. Nó đang đạp đổ chén cơm nhà mình, nó không cho mình ăn cơm đó, anh hiểu không? Mớ gì người ta bán thì người ta bán thôi chứ đạp đổ gì của mình đâu. Thôi anh ơi, đừng có ngây thơ khờ khạo như vậy. Người ta xem nó nhiều, người ta mua hàng của nó nhiều thì người ta sẽ không mua hàng của em, đúng không? Đó giờ anh không quan tâm này nhiều, nhưng mà theo anh biết là nếu bây giờ em muốn bùng nổ là em phải làm một cái điều gì đó để cho người ta chú ý đến mình á. Đúng rồi, phải làm cái gì đó cho người ta chú ý đến mình. Vừa phải là độc nè, vừa phải đẹp, vừa phải lạ nữa, người ta mới chú ý mình. Độc, đẹp, lạ, phải có cái gì để khoe nữa mới được. Không, anh nghĩ là em cũng không có nên khoe đâu, tại vì em đâu có gì đâu khoe. Em đâu có gì đâu khoe. Ồ, em cũng có... Ê, nè, ơi. Anh dở. Từ từ, để em suy nghĩ, em mệt quá. Cái chuyện này nó căng thẳng lắm, em biết không? Đúng rồi. Phải có cái gì đó gây sốc mới được. Hả? Em có cái để khoe, em có cái để gây sốc rồi. Hi, xin chào các mẹ, chào các chị, các cô, các dì, các chị em bạn dì, các chị em tiểu thương. Xin chào, ngày hôm nay chắc là mọi người thắc mắc không biết là An livestream gì cái chuyện gì đúng không nè. Phải có một vấn đề gì đó An mới livestream chứ. Ngày hôm nay An sẽ bật mí cho mọi người một bí mật mà mọi người sẽ bật ngửa luôn đó. Và bí mật đó chính là Đây xin... cậu lên nặng. Không phải là chồng của An bị niễn đâu nha, mà tại vì đeo vàng nặng quá cho nên mỗi cổ mọi người. Chồng của An cũng không phải là thầy bói mù luôn, đeo cái này để tạo cái phong cách đó mọi người. Anh giơ tay chào mọi người đi, anh giơ cái tay chào mọi người đi anh. Chồng giơ tay lên. Không phải là chồng An bị liệt đâu nha mọi người, mà tại vì vàng đeo nặng quá giơ cái tay lên không có nổi đi nè. Chào mọi người đi, chào. Chào bên đây nữa, chào. Mọi người thấy không, bởi người ta nói á, chị em phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng. Nè chồng An này nhìn đi. Đẹp trai á thì không có đẹp trai lắm, nhưng mà được cái có tiền. Có tiền nhiều lắm. Anh làm gì có tiền vậy? Anh làm nhiều có tiền, anh ý anh vậy đúng không? Anh làm nhiều có tiền đúng không? Đây đây, anh giới thiệu những cái này. Trời ơi, nặng quá. Cái đống dây này nè là 4kg, trời ơi, nặng quá, muốn gãy cái ngón tay luôn gì đó. Còn cái đống này, cái đống cái hai chiếc lắc này là mỗi cái là 1kg, là mỗi cái hai cái là 2kg đó mọi người. Còn cái đống nhẫn này là 10 cây lận đó. Trời ơi. Cái điều đặc biệt nữa nè, đây giơ lên chồng. Đây mấy cái hộp này á, là hộp này là thiên thạch đó mọi người. Thiên thạch mà ngày xưa mấy ngàn năm về trước nó nổ ra, nó vỡ ra, cái xong người ta lụm những cái mảnh vỡ đó, giờ người ta tinh luyện, phải tinh luyện mấy chục năm nữa sau đó họ mới mài mòn và họ mới đem kết vô cái chiếc nhẫn như vậy. Thật ra hôm nay An livestream này còn một mục đích nữa là muốn bán hết tất cả số vàng này cho mọi người. Biết sao không, nhà vàng nhiều quá, bây giờ không còn chỗ đi nữa. Mỗi lần đi là phải dẹt vàng ra đi, cực quá. Còn nhiều nữa, lát An chụp hình, An gửi lên cho mọi người xem. Xong rồi An báo giá cho, xong rồi gửi địa chỉ cho An sẽ ship tới tận nhà luôn nha. Nhớ nha các mẹ, nhớ nha. Rồi, xin chào các mẹ, cảm ơn các mẹ đã theo dõi livestream, đã chia sẻ livestream của An. Xin chào, chào mọi người đi chồng, chào. Ai, trời ơi, nói gần 3 tiếng đồng hồ khát khô cả cổ luôn á, muốn khàn tiếng luôn á chồng. Mà sao chồng không nói gì phụ em hết vậy? Thôi dẹp đi vợ ơi. Ủa, sao em nghĩ sao, nhà mình làm gì có tiền mà mày đặt bán vàng cho người ta và đưa anh đeo ba cái gì đâu không à? Ủa anh sao vậy? Cái này là cái chiêu buôn bán của mình, anh thấy không? Nãy 5.000 mấy người xem đó. Cái vấn đề 5.000 mấy người xem hay không anh không cần biết, nhưng mà bây giờ mình bán cái vàng này cho người ta là vàng giả, em hiểu không?
Ủa thì em có nói vàng thiệt đâu. Anh sao anh tự nhiên cái anh quạo với em. Em nghĩ sao vậy? Cái giá vàng này em bán nó gần bằng với lại cái giá vàng thiệt. Bây giờ lỡ người ta nghĩ là mình bán vàng thiệt rồi người ta sẽ thưa mình là tội lừa đảo, bắt hai vợ chồng bỏ tù chết luôn. Nín nghẹt nghẹt vợ nghẹt. Anh mà còn nói bậy bạ nữa bóp nghẹt thở không. Rồi có gì tôi nói nghe. Anh nghĩ sao vậy hả? Trời đất ơi, em đưa ra cái giá đó ai biểu ngu không chịu trả giá thì chị mua ráng chịu. Cái đó là người ta lầm chứ không phải là do em đâu, đúng không? Anh không biết anh nói vậy đó, còn chuyện em muốn bán thì em bán. Khoan chồng, bây giờ em nhìn kỹ nha. Chồng đeo mấy cái vàng giả này nó hợp vô cùng luôn á chồng. Nhìn nó giả giả sao á, nhìn được lắm chồng. Hay là mai mốt chồng làm gương mặt đại diện cho vàng An Khang đi chồng. Vàng An Khang là gì? Là hai vợ chồng mình nè, An với Khang nè, vàng An Khang. Đúng không? Trời hợp lý lắm luôn á nè. Trời, anh không ngờ vợ anh hôm nay có được những suy nghĩ nó vĩ đại vậy luôn á vợ. Không phải đâu chồng, bây giờ trên mạng người ta làm rất là nhiều chuyện gây sốc để người ta kiếm tiền đúng không? Thì vợ chồng mình cũng phải theo thời theo thế rồi chứ. Nó nghe nè, công chuyện của anh bây giờ là chỉ cần đi ship hàng cho em thôi. Em ở nhà em live stream, mỗi ngày mình được mười mấy đơn vậy. Trời ơi, mình mau giàu lắm á chồng. Anh thấy không, từ bán mỹ phẩm mà chuyển sang bán vàng một cái là đời em lên luôn. Lên luôn hả vợ? Ừ, lên bàn thờ luôn. Lên bàn thờ hả? Mày nó bảo không à? Chú Sáu, hai chiếc nhẫn mảnh vỡ thiên thạch 1000 năm trước. Dì Ba, chiếc lắc hình xích sắt. Anh Thái, dây chuyền 1 ký. Đủ rồi. Chồng ơi. Ơi gì vậy? Đi ship hàng. Hả? Đi ship hàng nhanh lên. Ship đồ gì? Nè, vàng nè. Trời, em bán thiệt hả vợ? Ủa chứ em nói chơi anh hả? Vợ chồng mình sắp giàu rồi, đi ship hàng cho em nhanh lên. Lấy cái này luôn nè, nè địa chỉ nè. Đó, có tiền em ghi sẵn ở trong đó luôn rồi đó. Ủa em khoan đã. Gì mà có dì Ba ở trong đây nữa? Ừ thì dì Ba mua vàng. Trời ơi em ơi, dì Ba là dì ruột của anh đó, là người trong gia đình đó, thì làm sao bán cái này được cho dì Ba đây? Thì dì Ba mua thì bán thôi chứ có làm sao đâu. Vợ ơi là vợ ơi, mình bán cái này á là giống như mình bán một cái đồ giả mà mình gạt người ta vậy đó, làm sao mà bán cho gia đình anh được. Nè chồng, em đã nói bao nhiêu lần rồi, em không hề lường gạt ai hết á. Em không hề nói những cái này là vàng thiệt. Nhưng mà anh thấy làm vậy không được đâu, làm vậy lương tâm anh nó không cho phép. Thiệt, bây giờ anh không biết nó nhận sao luôn á. Nó hoài, có nhiêu nó hoài, mệt quá. Thôi em mệt quá, em muốn làm gì em làm đi. Anh không muốn dính vô cái chuyện này đâu. Rồi bây giờ hỏi lại một lần cuối cùng, anh có đi giao không? Không. Không đúng không? Không giao tôi đi giao. Mệt quá. Có chuyện giao đồ thôi mà cũng kỳ nạnh nhau, không chịu đi giao. Làm cái gì mà đi nãy giờ lâu lắc. Trời đất ơi, về thì về đi mà gọi làm cái gì đây không biết. Nghe nè vợ. Em nè. Trời ơi, cái mặt em bị sao vậy? Em đi giao vàng, người ta biết em bán đồ giả, người ta nhào vô người ta đánh em. Anh đã nói với em rồi là đừng có làm những cái này chi mà bây giờ làm đó. Bây giờ thấy chưa, thấy hậu quả chưa? Biết rồi mà. Mua mà không bán đồ giả nữa. Em rút kinh nghiệm rồi. Sau khi rút em đi em sợ quá. Em sợ em bước ra đường người ta đánh em nữa. Biết rồi, nhưng mà bây giờ em đang ở đâu? Em đang ở dưới nhà nè. Ây da, đó thấy chưa, không có nghe lời tôi gì hết á. Từ nay em hứa em sẽ làm ăn lương thiện, em sẽ bán đồ chất lượng, không bán đồ giả nữa, em hứa mà. Trung tâm giới thiệu oxy làm theo giờ hả cô? À, ở bển cử con tới. Dạ cô vô nha, nắng quá. Vô đi em vô đi. Trời đất ơi, nhà cửa gì bề bộn vậy trời. Tối qua mới ăn uống xong rồi
Trễ quá chưa có kịp dọn dẹp á. Trời đất ơi, cực quá không cô hả? Ủa cô làm đây lâu chưa cô? À, tôi làm đây từ hồi nhà mới xây luôn á. Trời ơi, vậy là nói vậy cô là ô xin trung thành đó ha. Giả bộ nha con. Sao? Làm đâu cũng bị đuổi. Có phải hồi trước là làm ở bệnh viện nhiệt đới hay bệnh viện Biên Hòa gì không? Không có, không có, chưa làm bệnh viện bao giờ. Sao cô? Sao thấy bị đuổi mà vui quá vậy? Đâu có. Giống như tâm lý có vấn đề. Không phải cô, con nghĩ cái đó là con hên á. Này, chắc ở chổng ra thiệt luôn nè. Nói sao mình đi làm ô xin mà bị đuổi mà hên là sao trời? Cô không hiểu rồi. Cô biết sao không? Mình bị đuổi chỗ này, mình qua chỗ khác mình làm. Mình làm được nhiều nơi hơn. Người ta nói mình có nhiều kinh nghiệm. Ô xin từng trải, ô xin từng trải cô. À, trải nghiệm nhiều. Cũng được, cũng được. Nghe cũng hợp lý á. Dạ. Mà nói nghe nè. Dạ. Tôi mới có 26 tuổi à. Hả? Gọi cô này kia tôi nghe tôi tổn thương quá. 26 tuổi hả? Ừ. Trời 26 mà tưởng 62. 26 mà tưởng 62. Nghe nè. Nói gì ra phải suy nghĩ cái để cái đối phương người ta nghe người ta không có tổn thương. Ủa cô nghe nè. Cô. Sao? Chủ đây khó không cô? À, cũng không khó lắm đâu. Mấy giờ con chỉ cô này nha. Cô thấy mà làm đi cực quá, cô nghỉ đi. Nghỉ rồi đi đâu làm? Đi theo con nè. Con giới thiệu con qua trung tâm con làm theo giờ, khỏe lắm. Ô, cô hoài vậy trời, tôi giận ghê vậy đó hả? Chị tại mặt già quá, chi vậy? Chị, tại hồi kỳ em làm cho bà Sáu bên quận 12 đó. À. Trời đất ơi, bà khó lắm chị ơi. Vậy đó hả? Trời bà kỹ như gì vậy chị? À. Nhà bà ha, bà sợ em ăn trộm hay gì á. Mà khóa hết chị, tủ lạnh nó cũng khóa nữa chị. Cái khóa vậy rồi sao làm việc được? Mỗi lần em muốn nấu gì hay em muốn lấy cái gì á, em mới kêu bà mở ra. Cái xong em biết vậy đúng không? Em hành bả chứ em đâu có dễ gì chị. Hành bả chứ. Ghê vậy. Trời đất ơi, em nói cô mở cửa, mở tủ lạnh con lấy nè cái. Cái bà lấy xong cái bà khóa lại cái em hành đây. Cô còn lấy nè cái cô mở ra lại. Em hành bả hoài luôn. Sao cái làm được vài bữa đuổi luôn. Ai biểu nghe gớm quá chị. Rồi đúng thiệt thôi, người ta tám lạng mình cũng nửa cân chứ cái gì. Không cũng tùy chủ rồi chị ơi. À. Nhiều chủ cũng dễ thương, nhiều chủ cũng mắc dịch lắm. Ừ đúng rồi. Quên đó nha. Ở đây làm có quy tắc không? Quy tắc là bất quy tắc. Bất quy tắc? Ờ, không có quy tắc gì hết, không có giống như mấy cái chỗ mà em vừa kể đâu. Vậy nghe nói lắm hả chị? Thoải mái thì nó cũng không phải thoải mái, mà nói chung là nó tùy cơ ứng biến đó, lúc này lúc kia. Trời ơi, vậy cũng khỏe rồi. Mà chị nè, em nói chị nè. Chị mới có 26 tuổi mà chị vậy không được. Vậy không được là vậy là vậy gì em? Chị phải lo cho cái bản thân mình chứ, chị đâu mà chị làm rồi chị bỏ bê cái con người của chị được. Ủa xí đi làm ô xin. Ừ. Lo tập trung làm công chuyện nhà thôi chứ. Tự nhiên còn làm đẹp nữa, bộ tính của ông chủ hay gì? Trời chị dở nữa. Chị không nghe ta nói hả? Ô xin là bộ mặt của chủ. À. Chị phải chân diện, chị phải tôn trọng bản thân mình thì người ta nhìn vô người ta mới thấy chủ sang trọng được chứ. Đúng không? Đâu phải là chân diện là của ông chủ đâu. Trời ơi, đừng có suy nghĩ như vậy. Mình phải đẹp lên. Chị thấy em không? Mỗi ngày nè, em phải make up nhẹ một cái để em bắt đầu công việc của mình. Đó, thấy chưa? Em nói vậy thôi chứ, thời gian đâu mình sắp xếp được. Thời gian nguyên một ngày mình làm những cái chuyện không tên này là đã không đủ rồi. Thời gian đâu mình làm đẹp em? Không có chị, mình phải có làm việc theo cái sự là lịch trình khoa học chị. Em nói chị nghe, chị sắp xếp cho mình một cái lịch trong đầu mình đi. Hôm nay mình biết mình làm cái gì, mình làm một cái rẹt là nó xong. Chứ mình không phải mày mò vậy đâu. Rồi, lý thuyết thì hay quá rồi đó đâu mà. Chị muốn coi thử rồi thực hành sao? Thực hành hả? Ừ. Để em. Tuyệt vời. Em làm phân nửa thời gian thôi, phân nửa thời gian còn lại là em chăm sóc cho bản thân mình. Tuyệt vời luôn, coi như là em dư được nửa cái số thời gian còn lại. Dạ. Làm những chuyện khác. Thành ra là thu nhập của em sẽ gấp đôi người bình thường. Dạ, tuyệt vời. Ủa chị, hồi nãy á em trà toilet á, em lượm được cái bóp. Chị coi của ai cho chị trả lại, hình như của chủ hay gì á.
đưa lại cho chủ ha, mình thật thà chủ nó mới thương. Chờ trả lại đi, nếu có bao nhiêu đâu lấy. Thôi gọi không có nhiêu tiền. Đâu, 5 triệu lận mà. Ôi 5 triệu hả? Khiêm tốn dễ sợ. Nãy chắc đếm lộn á. Nãy chắc đếm lộn á. Đếm lộn gì, em mà muốn lấy thì em lấy được rồi. Này được rồi, chị giữ đây cho em nha. Dạ. Đưa lại chủ hả chị? Ủa, có chuông không? Mở cửa giùm chị. Mở cửa nhanh. Mở cửa đi, nhanh lên. Nhanh lên. Làm việc lẹ làng lên chị. Ủa? Cường. Dương. Ủa sao ba không báo gì chân vậy? Tại gấp quá cho nên không có báo trước. À, ngày hôm nay thì Cường qua đây muốn nói với Dương là tối ngày hôm qua Cường nhậu be bét xỉn quá ở đâu đó trong căn phòng này, thì có quên một cái bóp, thì không biết là Dương có nhặt được không để đưa cho Cường đó Dương à. À thì ra là vậy cho nên mới qua đột xuất như vậy mà. Đây, có phải cái bóp này là bóp của Cường đúng không? Chính nó đó kìa. Hồi nãy em lượm được trong toilet á, có điếm luôn mà không có lấy đồng nào nha. 5 triệu đúng không? Đúng rồi. Còn đi nguyên đó, lần sau nhớ cẩn thận hơn hay không? Ừ, cảm ơn nha. Ý hả? Sao hôm nay Dương mặc bộ đồ nhìn nó kỳ dị hợm quá, y chang như là ăn xin luôn, y chang như là ăn xin luôn. À, không, ô xin vậy hả? Tại nè, đang dọn dẹp nhà nè thì sẵn bận để luôn cho nó tiện. Dọn dẹp cái gì, chủ cả mà mặc đồ kỳ quá không được. Thay đổi đi chứ mặc gì kỳ lắm. Ừ, cũng bận rồi. Cường đi nha Dương. Cường đi. Khi nào rảnh thì alo cà phê hả Cường? Ok. Chào Cường. Bye. Khoan, đi đâu vậy? Sao vậy? Chị đuổi chưa? Để tưởng chị oxy. À, chị chủ mà. Thì nãy giờ chị đâu có nói câu nào chị là oxy đâu. Tại em nói chị oxy. Em đó, chưa thấy oxy nào giống như vậy hết trơn. Làm việc thì nhanh lẹ, ăn nói thì mau mắn. Dọn đồ vô trong đi, chị kết em rồi. Hả? Vậy là em được làm hả chị? Có khách, không có khách, có khách. Trời ơi, sao chán như vậy nè, bao giờ mới có khách đây? Có ai cứu tôi không? Có chị nè. Ôi, chị làm gì vui dữ vậy chị? Ủa, chứ nãy giờ buồn, làm gì ngồi than thở vậy? Bây giờ chị có khách gọi điện em đặt cọc nhà, em mới giật mình thôi. Cái ngành sale của mình là phải có cái tư duy năng lực và cách nói chuyện. Được rồi, để chị dạy cho em vài chiêu bí quyết để em có thể câu khách được. Vì đầu tiên, em muốn câu khách được đó là cách nói chuyện của em. Em nói chuyện như thế nào để cho người ta tin tưởng rằng những cái gì em đưa ra đó là chắc chắn và chắc cú đối với khách hàng, người ta có niềm tin với em. Thí dụ, lô đất đó nằm ở trong khu vực mà hay bị cướp đi, đúng không? Em đừng bao giờ em nói là không an toàn. Em phải nói vậy nè, anh chị ơi, cứ mua lô đất này đi, em đảm bảo an toàn. Bởi vì sao? Bởi vì lô đất này chỉ cách chỗ chốt công an có mấy trăm mét thôi. Và cái thứ hai, ban đêm lúc đó có một đoàn thanh niên xung phong đi tuần tra, anh chị có gặp gì chỉ cần la lên một cái thôi là họ có mặt lập tức, người ta sẽ an tâm. Em hiểu chưa? Em phải nhớ cho chị, mặc dù đất mình chưa bán được còn nhiều lô trống, nhưng em phải nói rằng người ta mua hết rồi, nằm trong dự án hết rồi. Chị, anh chị ơi, cái lô của anh chị á hiện tại có rất nhiều người đặt. Khi em cảm nhận được người đó đang thích cái lô đất này, em đồng ý không? Chung cư này lại càng quá dễ, cũng do cách nói chuyện của em mà tạo lòng tin với khách hàng thôi. Ví dụ chị nói em, dù chung cư ở tầng cao hay tầng thấp thì em phải nói rằng giá trị của nó cao lên,
và em nói chuyện của tầng cao và tầng thấp nó như thế nào. Chị nói ví dụ ha, em mua chung cư ở tầng cao thì em nói là mua được chung cư tầng cao thì sẽ ở mát mẻ nè, khí hậu tốt nè, tránh được tiếng ồn, rồi ngắm được những cái view này nọ, đồ tầm xa tầm nhìn tầm gần đó tùy cách em nói thôi. Và cái thứ hai, nếu như khi mà em nói mà mua chung cư ở tầng thấp, cái này em biết nè, biết không, biết nói nhà chơi, mua ở tầng ở dưới á là nếu mà có cháy mình chạy nhanh hơn, rồi xong mình ngày mà đốt chung cư bà luôn đi, không lộn đốt chỗ bà ở đó, khỏi đi làm nữa. Nghĩ sao mà người ta mua nhà vô người ta chưa có ở mà đi kêu người ta lỡ có cháy, nó là nó lỡ không ai thích đó. Em phải nói vậy nè, mua tầng thấp để dễ dàng tiện lợi, nếu như gặp sự cố thì có thể đi thang bộ mà đỡ mỏi chân hơn, thấy không? Ví dụ vậy. Chị của em thật là xuất sắc, hèn gì á, tháng nào chị cũng đứng đầu top sale hết. Ê, em muốn thưởng thức trực tiếp chị nói chuyện với khách hàng không? Một lát chị sẽ cho em coi. Em nhớ cái miếng đất ở ngoại ô mà bữa giờ đang rao bán không? Nhớ sao không? Em chào bán hoài có ai mua đâu. Bởi vậy cái đó là em dở không biết cái nói chuyện. Một lát ở đây nè, có khách tới đây đặt cọc nè, chị sẽ nói chuyện cho em coi mà học hỏi nghe chưa? Thiệt hả chị? Thiệt. Trời ơi em thích quá à. Trời ơi em hâm mộ chị quá à. Chị... thôi thường thôi. Chị ngồi đây đi, em xuống em gọi cà phê cho chị uống. Thôi em không uống cà phê đâu. Chứ chị uống gì nè? Cà phê sữa. Ok, chị đợi em chút nha. Nhanh nha. Dạ. Sắp tới rồi đó. Dạ. Chị. Ủa, anh Thịnh. Ngồi anh. Dạ, chị cứ để em tự nhiên. Trời ơi, sao anh tới sớm quá vậy? À, tại em đi công việc gần đây, tiện ghé sớm, rồi xong sớm rồi mình kết thúc sớm. Hay quá. Vậy thôi mình vô vấn đề mình bàn luôn ha. Dạ. Vậy hôm bữa em nói với anh cái lô đất đó anh thấy sao? Em sao thật anh? Sự là chỗ đó nó em anh? Thấy nó vắng quá chị ạ. Không anh ơi, em nói cho anh nghe nè, anh mua đất anh phải nhìn cái tầm xa đúng không? Cái tầm xa bây giờ á có lẽ là chỗ đó nó vắng thiệt, nhưng mà sau này á người ta mua đất sẽ có người ở nhiều lên, với lại hả 10 năm 20 năm nữa hả cái lô đất của anh nó sẽ đổi lên tiền tỷ cho anh coi, nó không thua gì Singapore hay Hồng Kông đâu. Thật sự là nhìn cái chỗ đó em cũng nhìn tầm xa rồi đó, thật sự là em không có nhiều tiền, nói chung là cũng vay mượn thêm để mua cái con đất đó. Dạ. Nhưng mà ngày nào em cũng ra con đất em nhìn xa lắm, nhưng mà em thấy sợ ma quá chị ạ, em thấy sợ ma quá chị ạ, nó vắng quá không ai ở hết á. Đâu có anh ở mà, anh mua về là anh ở mà, anh đã ở thì sẽ có người khác ở, với lại anh đi ra khu đất anh đừng có nhìn xa, nhìn xa sợ ma thì anh nhìn gần anh thấy mọi thứ nó như thiên thần vậy đó. Thế hay cho em suy nghĩ mấy ngày đi ông chị? Thì anh suy nghĩ á thì em không có hề hấn gì hết trơn á. Dạ. Nói chung á là với tụi em khách hàng là thượng đế. Dạ. Em nói cho anh nghe nè, cái lô đất đó nhìn vậy thôi chứ người ta đã đặt cọc hết rồi, và chỉ còn duy nhất một cái lô này em mới để dành cho anh. Cái lô đất của anh á hiện tại là đang trong cái tầm ngắm của rất là nhiều người, tại vì phong thủy của nó rất là tốt, cho nên á anh suy nghĩ thì là em chỉ tư vấn cho anh để anh cảm giác là anh về đó anh sẽ phong thủy tốt hơn. Dạ. Cho nên em mới ưu tiên, em mới thôi thúc anh, chứ còn rất là nhiều người muốn mua miếng đất đó anh ơi. Thật vậy luôn hả? Thật anh. Bây giờ em nói cho anh nghe nè, em nói cho anh nghe nè, mình phải tính toán mà có cái tầm xa, mà có cái tầm nhìn xa trong rộng, hiểu không? Gió giật cách mấy là chuyện của nó, nhưng mà anh phải giật liền miếng đất này cho em. Anh cứ việc suy nghĩ đi, em nói cho anh nghe là em có điện thoại em chị cứ tự nhiên ạ. Anh chờ anh xíu, em nghe điện thoại khách hàng cái. Miếng nó vắng quá ta. Dạ alo em nghe chị. Dạ đúng rồi, công ty bất động sản VIP mà. Dạ sao? À cái miếng đất ở ngoại ô hả? Dạ chị, sao chị muốn đặt cọc liền hả? Anh ơi, chết rồi, người ta đang muốn đặt cọc. Không, để em. Chị ơi, em xin lỗi chị nha. Bây giờ cái miếng đất này á cũng có một người tới đây đặt cọc rồi. Tiếc quá à. Thôi để em giới thiệu cho chị cái lô đất khác á, coi như là mặt tiền xung quanh luôn nha chị. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi. Dạ. Trời, may quá chị ha, không là đặt mất của em rồi. Chắc là... Bây giờ anh sao anh? Anh đặt cọc lên không? Thế để em về em vay thêm tiền rồi em cọc cho chị miếng này nha. Ngày mai em cọc. Ngày mai em sẽ mang tiền vô cọc cho chị. Rồi. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn nhiều lắm. Ủa, quá. Anh không được mua miếng đất đó. Sao lại... Nhân viên công ty em mà. Chắc. Xin lỗi anh. Anh được có mua miếng đất đó, để em giới thiệu anh miếng này ngon hơn, gần trung tâm nữa. Em làm gì em phá chị hả Huệ? Có đâu chị tránh ra đi. Cái gì vậy? Chị quá đẹp. Anh được có mua miếng đất đó. Miếng đất đó nó hẻo lắm, không có ai mua hết á. Sao? Trời ơi, miếng đất đó rất là an toàn, nó gần chốt công an thiệt mà. Không có an toàn gì hết á, chốt công an chưa có xây. Nên
em là bạn gái anh, không lẽ em lừa anh hả? Anh có biết cái khu đó đó là không có ai mua, chỉ rau cái năm nay không ai thèm mua luôn. Ủa vậy là đây là lừa đảo nữa hả? Trời ơi, mới mà chị nói là chỉ còn đúng một căn để bán cho anh không đó. Rồi cái gì bắt anh nhìn xa trông rộng là phải nhìn thật là xa rồi cái gì đó. Đúng mà, miếng nước đang rẻ lắm anh. Mấy một khoảng từ độ chừng 10 năm, 20 năm hoặc là mấy chục năm nữa có khi là nó sẽ thành. Chị! Gì? Chị lừa bạn trai em hả? Ủa? Mà em cũng làm chung công ty này hả? Dạ đúng rồi, nhân viên đó, nhân viên của em đó. Trời, em nghỉ công ty này ngay đi. Không anh không nhìn mặt em nữa đâu. Còn chị nữa, từ bây giờ đừng nhìn mặt tôi nữa. Anh Thịnh! Căng dữ ta. Anh giận em rồi kìa. Bạn trai thì phải đưa hình cho người ta biết, chị em ta né. Thôi được rồi, để chị bù cho cái lô này á, nhà hai mặt tiền lắm, ngon lắm. Lô nào nữa? Là nghĩa trang á. Chị giỡn mặt với em hả? Không có giỡn là bùng binh được. Mình làm ăn mà em khó quá à. Nghe nè. Sao anh? Gì? Anh mua miếng đất rồi hả? Trời ơi, trời ơi. Em có nói, em nói ra cái miếng đó là không có được mua rồi. Đất đó là đất, trời ơi, đất đó là đất tào lao. Đất đó là phong kiến của tôi. Ai? Ai tư vấn anh cái miếng đất đó, nói cho em đi, ai? Quệ, nhân viên công ty Diếp.